Mai chứ mà Lỗ Đức ở Pháp cũng không thua kém gì ở bên kia. Không thua kém. Thấy chị em vỗ chào tay thật lớn đi, vỗ theo này, thấy không? Đó, một quả giờ mà hết lửa thôi. Lại tiếp tục vỗ tay. Vâng, thưa chị em, trên đây thấy thánh lễ diễn ra hết sức tốt đẹp. Mấy ngày hôm nay chị em thấy thời tiết nó có vẻ là thì hơi ảm đạm, chiều nay cũng vậy, tôi thấy không biết hôm nay không biết giáo khu tổ chức lễ như thế nào, băn khoăn lắm. Và thấy anh chị em sốt sắng dâng lễ, tôi cũng chỉ sợ là có mưa thì nguy hiểm quá. Và đó thì mà Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Lộ Đức đây ban cho chúng ta có một thánh lễ hết sức là tốt đẹp, bình an, và mọi người đều phấn khởi hết, chắc chắn là khi đi về sẽ được nhận những ơn này ơn khác, không ơn phần hồn thì ơn phần xác, phó thác cho Đức Mẹ. Anh chị em thấy có cái hàng chữ Latin que gì đó mà nó là ta là đứng ô nhiễm với tội đó mà là tiền. Anh chị em chạy đến với Đức Mẹ cầu nguyện. Nhưng tôi thấy đặc điểm ở giáo xứ chúng ta có 7 giáo khu, thì 6 giáo khu đều là nhận Đức Mẹ là bổn mạng rồi, chỉ có duy nhất một giáo khu thì không Đức Mẹ. Thánh Giuse là 2 ngày là số 1 rồi, thánh cả Giuse mà, chứ đâu gọi là thánh cả Phêrô đâu, đâu thánh cả thì có một khu Giuse, còn 6 khu còn lại là có Đức Mẹ. Cho nên là có Mẹ và Thánh Giuse thì an tâm, giáo xứ không có sợ gì hết, có Covid gì nữa thì cũng phải chạy hết không? Đó thì cứ an tâm, ta phó thác cho Đức Mẹ và Ngài có đủ thế giá để cầu nguyện Chúa ban ơn cho anh chị em. Và đó là cái điều mà chúng tôi cầu chúc đến tất cả anh chị em. Xin cảm ơn chị em một lần nữa, xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Lộ Đức ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên tất cả anh chị em. Xin mời đứng.